Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Y tế thì toàn bộ 63 trên 63 tỉnh thành phố trên cả nước đã đánh giá xong cấp độ dịch COVID-19, trong đó không có tỉnh thành nào ở mức cam đỏ, tức là mức nguy cơ cao và rất cao. Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước có 26 tỉnh thành đạt mức xanh, mức bình thường mới và 37 tỉnh đạt mức vàng, nguy cơ trung bình. Ở quy mô xã, phường, có 2 phần 3 xã phường toàn quốc đã ở mức xanh. Số địa điểm còn ở mức đỏ cam chỉ chiếm trên 1,3%. Sau khi hoàn tất đánh giá cấp độ dịch, các tỉnh thành mở lại các hoạt động, dịch vụ tương ứng tại nhiều vùng xanh. Thưa quý vị, trong vòng 24 giờ qua, tính đến thời điểm 8, 18 giờ ngày hôm nay, thành phố Hà Nội ghi nhận thêm một số trường hợp dương tính với COVID-19, đặc biệt là đã xuất hiện trở lại ca mắc trong cộng đồng. Thông tin chi tiết hơn sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ngay sau đây. Thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 10 ca dương tính mới, trong đó 8 ca đã được cách ly, 2 ca ngoài cộng đồng. Cụ thể, 4 ca liên quan đến chùm các tỉnh có dịch, 3 ca thuộc chùm ca bệnh thứ phát liên quan đến các tỉnh có dịch, 2 ca liên quan chùm sàng lọc ho sốt, 1 ca liên quan đến chùm bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Như vậy, tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 4.147 trường hợp dương tính. Thưa quý vị, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Con Tum cho biết, hôm nay địa phương này ghi nhận 8 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Các ca F0 được phát hiện vào ngày 21 tháng 10, gồm 5 trường hợp trong một gia đình tại thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đắc Hà và 3 trường hợp là cán bộ nhân viên y tế tại huyện Tumorong. Ngay sau khi phát hiện các ca F0, Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum đã ra công văn hỏa tốc, chỉ đạo các ngành chức năng các huyện thành phố thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tổ chức khoanh vùng dịch tễ tạm thời diện rộng khu vực dân cư có ca bệnh để triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, tính đến nay, Đà Nẵng đã tiếp nhận hơn 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 và khẩn trương triển khai tiêm vaccine cho tất cả các đối tượng trên địa bàn ngành y tế Đà Nẵng đã phối hợp với các địa phương tổ chức tiêm hơn 989.000 liều cho tất cả các công dân trên địa bàn, trong đó có hơn 854.000 người tiêm mũi 1 và gần 135.000 người tiêm mũi 2. Công tác xét nghiệm test nhanh cho người dân trên các phương tiện và thành phố tại các chốt kiểm soát cửa ngõ vẫn đang được triển khai nghiêm túc nhằm ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh từ bên ngoài có nguy cơ xâm nhập vào Đà Nẵng. Thưa quý vị, sau thời gian thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách, người dân các tỉnh thành trở về thành phố để sinh sống, học tập và làm việc sẽ được tiêm vắc xin mũi 1 hoặc mũi 2 nếu chưa tiêm đủ liều. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương thống kê số lượng người dân quay trở lại thành phố để học tập, lao động, sinh sống, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp lập danh sách công nhân để chủ trương tiêm đủ vaccine và bố trí địa điểm tiêm sao cho thuận tiện, Sở Y tế đề nghị người dân sau khi quay lại thành phố Hồ Chí Minh chủ động liên hệ với các phường xã để đăng ký tiêm vaccine. Ủy ban nhân dân các địa phương phải có trách nhiệm tạo điều kiện tiêm sớm nhất cho nhóm đối tượng này. Ngoài ra, thành phố cũng tăng cường tiêm chủng lưu động, phối hợp với các địa bàn cửa ngõ giáp ranh để tiêm chủng cho người dân có ý định trở về thành phố với mục tiêu tăng cường bao phủ vaccine. Vừa qua, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đã họp thống nhất về việc chia sẻ xác thực thông tin tiêm vaccine COVID-19 trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm xác định thông tin tiêm chủng cho người dân. Bốn bước xác minh thông tin tiêm chủng COVID-19 cho người dân Bước 1. Điều tra cơ bản trước khi lập kế hoạch tiêm chủng. Bộ Y tế hướng dẫn người đứng đầu đơn vị triển khai lập danh sách người tiêm theo quy định, gửi chính quyền xã, phường, thị trấn, xã trên địa bàn để kiểm tra, xác minh thông tin của người dân. Bước 2. Đối chiếu thông tin. Công an cấp xã đối chiếu thông tin của công dân trong dữ liệu dân cư để yêu cầu người dân cấp bổ sung, hoàn chỉnh thông tin, sau đó xác nhận và gửi lại trạm y tế xã, phường để quản lý. Bộ Y tế yêu cầu không xác minh thông tin đối với trường hợp không phải là công dân của Việt Nam. Bước 3. Thực hiện tiêm. Trạm y tế, cơ sở tiêm chủng dựa trên dữ liệu được xác minh từ công an để lập kế hoạch tổ chức tiêm cho người dân theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, ưu tiên lập kế hoạch chung, kết hợp việc cấp căn cước công dân và tiêm chủng để tạo thuận lợi cho người dân. Bước 4, ký chứng thư số. Sau khi hoàn thiện việc nhập dữ liệu cho người đã tiêm chủng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký chứng thư số đối với dữ liệu kết quả tiêm trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19. Trong thời gian chưa có chứng thư số, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì lập biên bản giữa các bên liên quan xác nhận tính chính xác của dữ liệu kết quả tiêm.